Dạ vâng, cả nông câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Và dạo thời gian gần đây thì ngoài trời rất mưa rất là nhiều, cho em thầy hiểu tại sao mà như là bão bùng như thế nào ấy. Ngoài trời mưa rất là nhiều nên là cửa hàng chúng em không thể nào mà đi ra ngoài có thể làm được những video mà có thể đẹp và sắc nét được các bác nhé. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em xin phép mà quay ở trong nhà. Đôi khi thì hình ảnh nó có xấu một tí mà thì các bác xem video thì cũng hết lòng thông cảm các bác nhé. Vẫn ủng hộ em cửa hàng chúng em và theo dõi cửa hàng chúng em các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa Estin 028AV. Một chiếc máy cưa bãi Đức nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Đó, con này thì vặn trực tiếp bằng hai ốc lam cực kỳ chắc chắn này, bằng típ M13 các bác nhé. Máy móc tình trạng thì nguyên zin nguyên bản Estin 028AV. Con này thì đời cao nâng cấp của dòng 028 các bác nhé. 028 là đời kém của dòng AV các bác nhé. Đấy, một chiếc máy cưa siêu khai thác cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần tìm cho mình một chiếc máy cưa chuẩn chính hãng của nhà Estin khai thác nguyên bản, mà đến linh kiện đồ đạc dễ thay thế giữa sửa chữa thì các bác tham khảo từ con này các bác nhé. Đó, đời con này thì nói chung là linh kiện của nó thì bây giờ vẫn còn rất là nhiều các bác nhé, nên là các bác không phải lăn tăn. Con này thì tích hợp cho các bác nguyên một cây lam Latin này. Đó, nguyên zin của nó là một cây lam Latin cực kỳ VIP các bác nhé, theo máy của nó luôn. Làm là tình quá đẹp luôn các bác. Để các bác nhìn qua, làm tình hầu như là còn nguyên các bác nhá. Còn xích thì nó quá chuẩn rồi. Xích thì theo em đánh giá con này thì tầm khoảng 80% nữa sự xích của nó. Nguyên zin nguyên bản, làm xích nguyên zin. Đấy. Một chiếc máy cưa siêu VIP chất lượng, chuyên khai thác cho các bác nào cần tìm một chiếc máy cưa hàng hệ công suất khỏe để khai thác các bác nhá. Đấy, con này thì công suất hình như của nó là gần 50cc. Em cũng không còn nhớ rõ nó là bao nhiêu cc nữa rồi các bác nhé. Đấy, thì các bác nào mà biết thì để dưới phần bình luận giúp em. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên này. Đấy, tất cả thông số kỹ thuật của nó đây các bác nhé. Cân nặng đầu máy không là 5,6 kg. Đấy, quay ra cửa hàng cho các bác xem qua bên trong của nó. Đây, áo gió ao giếc của nó này hầu như cũng đẹp nguyên các bác nhá, nguyên zin nguyên bản luôn. Máy móc thì đảm bảo cho các bác lại bữa trưa bùng trạng, máy móc gì cả, nòng hơi thì nguyên zin cho các bác về sử dụng. Đó, thôi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Phần xích này chạy của nó thì em chưa có đổ nhớt để bôi trơn lam xích ấy, nên là đôi khi lúc mà giật nổ để gang ti thì sợi xích nó hơi khô nên là nó hơi chạy xích các bác nhá. Thì các bác đổ nhớt để bôi trơn lam xích vào rồi thì chạy rất là êm luôn các bác. Em cũng không dám nẹt nhiều tại vì cái này thì em chưa đổ nhớt để bôi trơn lam xích nên là sợ nó sẽ hư cây lam các bác nhá. Đấy, máy móc quá là xuất sắc các bác nhá. Máy móc căn chỉnh dọn nổ tất cả online rồi, về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Nòng hơi thì cứng cáp nguyên, cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Máy móc để đảm bảo cho các bác là siêu chất lượng luôn. Về các bác sử dụng thì con này không phải lan tan gì cả, siêu chịu lực luôn các bác nhá. Con này lốc là lốc nhôm luôn này các bác, lốc nhôm chịu lực rất là tốt. Về các bác sử dụng thì đảm bảo cho các bác là chạy nguyên một ngày là không xi nhê gì luôn. Thôi các bác nào ưng ý hoặc là muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi các bác nhé.
Con này thì cửa hàng bán với giá là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng các bác nhá. Một cây làm Latin siêu VIP luôn rồi. Máy móc chất lượng các bác nhá. Về cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa khai thác hạng siêu cấp đấy ạ, thì các bác tham khảo từ con này các bác nhá. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.